Xin chào các bạn, rất vui lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề về trâu xả các bạn nha. Trâu xả thì nó có rất là nhiều dạng, trâu lon này, trâu già này, trâu ngoắc ngoải này, trâu siêu lướt thì nói chung là nhiều lắm. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đến với một con trâu có thể nói là một trong những lựa chọn cuối cùng. Tỷ lệ rủi ro nó cũng cao hơn khá là nhiều, nhưng mà đổi lại giá thành nó rất là rẻ. Thật ra tại sao mình lại mua những con như này, bởi vì mình muốn là xem mà nó lát như thế nó chạy như nào các bạn nha. Đấy, xin giới thiệu các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một em 2060, giá chỉ có 2 củ 6 thôi các bạn nha. Đến từ hãng gọi là Airfox, một trong những cái hãng gọi là rất xa lạ với anh em game thủ, mà nó cũng không xa lạ với anh em cày coi lắm. Bởi vì thời điểm cực thịnh thì con này cứ ra con nào hết con đấy, vì hãng nó hết rồi, những cái hãng nổi tiếng đều hết rồi, chỉ có những ông này ông mẹ có thôi. Thế nhưng ở thời điểm này khi mà nó đã chạm đáy rồi thì đây sẽ là một trong những lựa chọn cuối cùng. Hãng vừa xa lạ, giá thì lại rẻ, không biết là bảo hành như nào và ngoại hình nó ra làm sao cả. Thì chúng ta sẽ lại gần hơn để xem em nó nhé. Ok các bạn nhé, chúng ta sẽ đến gần hơn với em trâu 2060 của chúng ta, đến từ một hãng khá là xa lạ, Airfox. Tại sao mình lại chọn mua con này? Bởi vì thật ra hãng Airfox ấy thì nó mới chỉ là có mặt ở Việt Nam cách đây khoảng 1-2 năm, chuyên về những cái sản phẩm kiểu như là Men H61 này, Men H81 này. Đấy, còn lại thì chưa có sản phẩm nào cả. Nó khá là xa lạ và tỷ lệ rủi ro nó sẽ cao hơn so với những con khác, cộng với việc là cái phần ngoại hình này. Các bạn nhìn ngoại hình của con này thì nó có một cái thiết kế rất là đơn giản luôn, không có cái gì nổi bật cả. Có một cái tấm ốp ở bên trên này, hai cái quạt cũng không có thiết kế nào đặc biệt cả, một cái quạt hết sức phổ thông thôi, không giống như những hãng khác cố làm quạt đẹp. Mặt sau của chúng ta vẫn có một cái backplate này, cái backplate này của chúng ta bằng sắt các bạn nhá, có cái phần bên trên ốp này bằng nhựa thôi. Về phần hình thức thì ở đây mình nhìn thấy có một cái ống đồng thôi các bạn nhá, còn cái phần tản thì khá là dài, kéo dài từ đây đến đây, và cái tản cũng tương đối là mỏng không dày. Không biết cái tản mỏng này nó sẽ tản nhiệt tốt hơn hay là cái tản dày nó sẽ hấp thu nhiệt tốt hơn thì lát nữa chúng ta thử nghiệm mới biết được. Một ống ở phía ngoài, nhưng mà ở đây này mình nhìn thấy là nó có hai ống các bạn nhá. Đấy, và bụi biếc thì vẫn còn bám két luôn. Con này chắc là chưa vệ sinh gì cả. Đấy. Và mặt bên này các bạn nhìn qua mặt bên này rỉ rất là nhiều luôn các bạn. Cái này thì nó vừa được lắp ở trong cái môi trường mà nó có độ ẩm cao là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần chắn này này nó không được làm từ thép các bạn nhé, mà nó làm bằng sắt mạ thôi, nên là nó rỉ rất là nhanh. Cộng với việc những cái cổng kết nối này này không được sử dụng cái lắp tre, chính ra là trâu thì không bao giờ sử dụng đến cổng này, đáng nhẽ lắp cái lắp tre vào đây thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà đây không lắp gì cả, là nó rỉ một loạt từ đây xuống. Thì cái này, một cái này bán ở trên mạng khá là nhiều, chúng ta có thể mua về thay cho nó đẹp cũng được. Chúng ta cũng ăn một chân nguồn 6 pin ở đây các bạn nhé. Và con này thì thiết kế khá là đơn giản, nó mình cũng không có cái gì nhiều để mà để ý cả. Thiết kế cực kỳ là chung chung. Đấy, bụi bặm két kiếc còn đầy nguyên thì chứng tỏ là chưa vệ sinh, chưa làm gì hết, chưa động chạm gì cả. Ốc yết còn di nguyên này. Đấy, chưa bị mở cậy các bạn nhé. Chúng ta có một con ốc siêu ở đây này. Đấy. Và Airfox này không biết là có được bảo hành chính hãng ở Việt Nam không. Chỗ mình mua thì cái ông bán ông bảo con này được bảo hành chính hãng ở Việt Nam các bạn nhé. Còn chả biết là bảo hành bên nào thôi. Con này là 2060 này, 6GB DDR6 luôn các bạn nhé. Đấy. Thật ra thì trâu 2060 này có rất là nhiều ở trên thị trường ấy, có đủ các loại hãng luôn, thì cái mức giá nó cũng khác nhau. Tuy nhiên là mình muốn chọn một con Airfox là nó khá là xa lạ để chúng ta test thử xem là cái hiệu năng thực tế và cái độ rủi ro nó như thế nào thôi các bạn ạ. Đấy. Mình nhìn qua thì mình cầm trên tay thì mình cảm thấy con này nó rất là chắc chắn các bạn nhé. Đấy, không hề ọp ẹp một tí nào cả. Đấy. Còn sự vận hành thực tế cơ, hãng vừa xa lạ, không biết là hiệu năng có ngang với các hãng nổi tiếng hay không, xong lại còn trâu cày nữa thì không biết là cụ thể là như nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống đây lắp và test thử xem sao các bạn nhá. Ok, rồi đây các bạn nhá, mình đã lắp em trâu 2060 của chúng ta ra đây này. Mình lắp vào cái main mới đét luôn, còn bảo hành cho nó chắc ăn các bạn nhá. Nếu có vấn đề gì còn bảo hành được. Chúng ta sẽ bật thử nhá. 2 3 chạy rồi. Có lên hình không? Mà phím lên, có hình không? Có hình, có hình, hí hí, có hình. Em nó vẫn lên ngon lành các bạn nhá. Ây da. Đó. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bộ môn là lắp vào, test thử xem có lỗi lầm gì không các bạn nhá. Bạn chờ một lát đi. Ok, rồi đây các bạn nhá. Mình đã lắp ổ cứng của mình vào này. Có vẻ như nó đã nhận được driver rồi hay sao ấy. Chúng ta sẽ xem cấu hình nhá. Mình sẽ sử dụng i3 1105F 4x8 luồng, main H310, RAM 8GB.
đang chạy bớt 2006 graphics 2060. Ok, chúng ta sẽ test thử xem sao nhá. Chúng ta đang đến với GT5 các bạn nhá, khởi động nhẹ nhàng bằng GT5 với mức setting low mờ thôi. Và nó chỉ ăn hết có 30 mấy% con GPU của chúng ta thôi. Nhiệt độ thì đang 50 mấy độ, cũng đang ổn bởi vì mà hoạt động khá là nhẹ nhàng. Điện áp ăn thì quạt lên 100W rồi, trên 100W rồi, nhưng mà nhiệt độ vẫn loanh quanh khoảng 50 như này là cũng được các bạn, chưa đến 60 độ. FPS thì quá là cao rồi, không có gì phải nghĩ cả, bởi vì mình để setting thấp 2060 mà để setting thấp lo mờ được như này là bình thường các bạn nhé. Và mình cảm giác có vẻ như thỉnh thoảng nó hơi bị cực cực một tí, cái này không biết là do VGA hay là do cái ổ cứng của mình. Mình cảm giác nó hơi bị cực cực một tí xíu. Điện áp thì ăn hơn một tí thì bắt đầu nhiệt độ tăng lên 62 độ rồi, mà mới có 40 mấy% thôi. Chúng ta sẽ sang một cái game khác nặng đô hơn để xem là nó loát nặng hơn thì nhiệt độ như nào các bạn nha. Ok các bạn nha, chúng ta đang đến với Asansi, một con game nặng đô hơn GT5. Thực ra thì nó cũng tại vì mình để setting cao hơn ấy, chứ còn nếu mà GT5 mà để setting cao thì chắc nó cũng chẳng kém gì con này mấy đâu. Đấy, và sang khoảng 80% ăn 80% một cái là nhiệt độ của chúng ta đã lên 70 mấy độ rồi. Vẫn chỉ trên 100W điện thôi á. 130W rồi. Cao hơn một phát là nhiệt độ cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn chưa thấy có hiện tượng gì xảy ra lỗi lầm hay xì xoẹt gì các bạn nhá. Vẫn đang chạy được. Đáp ứng tốt tất cả các game. Chưa phát sinh thêm gì, chỉ có phát sinh thêm cái là hoạt động 80 mấy phần trăm cái là nhiệt độ lên 70. Thực ra thì với những con kiểu như này thì nhiệt độ loanh quanh tầm khoảng 70 mấy độ là vẫn còn khá là ok, chưa có vấn đề gì đâu các bạn nhé. Nó phải tầm khoảng 80 hoặc 85 gì đó thì chúng ta mới cần phải cảm giác nó hơi hãi hãi. Nhưng mà với 70 độ C, ăn 120W điện như này là cũng bình thường các bạn này. Và FPS cho ra thì cũng khá là ngon. 60 đến 70 FPS. Chúng ta sẽ xem setting này. Setting đang là 2 và Ultra các bạn nhé. Và FPS có vẻ là ổn định nhé các bạn này. Và nhìn cái đường này, đấy, khá là ổn định luôn. Chúng ta xem game khác nhé. Chúng ta đang đến với Red Dead 2, một trong những tựa game ăn Vega nhiều hơn chút nữa các bạn nhé. Đấy, sang đây nó ăn 170W điện rồi. Nhưng mà nhiệt độ vẫn loanh quanh khoảng 70 các bạn nhé. Thế là ok đấy, hoạt động 95% kìa. Tuy nhiên thì sang đây mình cảm giác như cái hình nó không được mịn lắm này. Các bạn nhìn cái chữ ấy, hình nó không được mịn lắm. Cái này mình đang để setting là gì ấy nhỉ? Setting là balance này các bạn này. Đấy, ultra medium và 2. Nói chung là mức medium có một số thứ liên đến ultra. Đang để 144, có khả năng là để 144 này, hình nó hơi bị dạn dạn một tí. Mình sẽ chuyển thấp xuống 120 xem sao nhá. Đấy, 120 có vẻ mượt. Ảnh có vẻ mượt hơn các bạn ạ. Không cảm giác dạn nhiều như vừa nãy rồi. Mức điện áp của chúng ta ăn vẫn cao các bạn nha, 160 mấy 170W, nhưng mà nhiệt độ vẫn chưa chạm ngưỡng 80 đâu, chưa chạm ngưỡng 75 ấy. Nói chung là với mức nhiệt độ như này là vẫn rất là ok với độ xanh này các bạn. Còn các bạn thích thì chắc là cái này mà tháo ra vệ sinh cho keo xịn một tí thì nó sẽ hạ mức nhiệt độ xuống thấp hơn các bạn nhé. Và chơi đến thời điểm này những cái game nặng chưa thấy lỗi lầm gì cả. Chúng ta sẽ lại sang game khác nha. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nha. Một trong những con game có thể xay Vega rất là ngon lành luôn. Nhưng mà có vẻ như nó vẫn không bằng con Red Dead 2 các bạn ạ. Red Dead 2 vừa nãy mình thấy điện áp ăn... có thể mình setting thấp để mình để sang setting cao lên xem nào. Đấy, setting thấp. Đẩy lên Very High cái xem nào. Very High cái thì lên... cũng chưa thua các bạn ạ. Very High vẫn chỉ có 130W điện thôi, vẫn không bằng cái Red Dead 2 vừa lấy. Cái Red Dead 2 vừa lấy là ăn gần 170W điện cơ. Đây có 120 mấy. Chưa ăn thua. Lại xem lại có đúng không nhỉ. Very High này. Xem cái Very Chasing nhỉ. Để tắt cái này đi. Very High rồi. Đấy, ôi giời, vượt lên 170 độ. 170W điện ngay. Nhiệt độ sang đây 75 độ C rồi các bạn nhé. Chứng tỏ là ăn nhiều hơn điện và cũng đã nóng hơn một chút rồi.
nhưng mà 75 độ C như này thì vẫn ok với một con trâu chưa vệ sinh gì cả, đen xì xì, đầy bùn đất. Nói chung là thời điểm hiện tại thì em nó vẫn đang đáp ứng được tốt, chưa thấy có biểu hiện gì lỗi lầm cả, và đang ăn điện áp mắc pin và nhiệt độ như thế là ổn các bạn nhé. À, các bạn ngắm lại em trâu 2060 đến thời điểm này thì chạy tốt, thế nhưng mà về lâu về dài thì mình không biết. Nói chung là chơi với trâu thì chúng ta phải xác định là hên xui các bạn ạ. Đấy. Cái này thì phải liều ăn nhiều hoặc là có tim thôi, chứ còn chơi thì phải xác định. Đấy. Vì nó giá nó rẻ mà. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.